Xin chào tất cả các bạn. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ hoa súng. Đầu tiên chúng ta cần chuẩn bị đó chính là một hộp màu sáp, một tờ giấy A4, một cái bút dạ, một cái bút chì, cuối cùng là một cục tẩy. Chúng mình cùng bắt tay vào làm nhé.